Các bạn vào Google nhá. Sau các bạn ấn adsense.com. Rồi ấn tìm kiếm. adsense.com. Các bạn đợi một chút nhá. Đây là tài khoản mình đã đăng nhập rồi nên nó hiện ra ngay không? Còn bình thường là họ sẽ bắt đăng nhập mật khẩu của Gmail. Đây, sau các bạn nhìn thấy dòng chữ xanh xanh này quản lý thông tin thuế, các bạn ấn vào đấy. Ấn vào quản lý thông tin thuế. Đấy, rồi sau các bạn ấn vào dòng chữ xanh xanh ở dưới này, thêm thông tin thuế. Rồi nó hiện ra như thế này. Thì mình điền mật khẩu. Nhập mật khẩu. Và các bạn ấn đăng nhập. Đấy. Ấn đăng nhập. Rồi bây giờ nó hiện ra thế này. Thì các bạn nếu mà tài khoản của các bạn là cá nhân thì các bạn tích vào cá nhân. Nếu là doanh nghiệp thì là tích vào không phải cá nhân. Đấy. Rồi các bạn chọn biểu mẫu. Nếu cá nhân thì chọn biểu mẫu đầu tiên. Thế, rồi các bạn ấn vào sử dụng biểu mẫu. Rồi bây giờ nó rồi các bạn điền tên tên của các bạn, tên mà đăng ký tài khoản AdSense ấy. Tên viết hoa không dấu. Đấy, các bạn viết tên viết hoa không dấu nha. Cái bàn phím của mình viết nó không được chuẩn. Viết không dấu mà nó cứ hiện ra có dấu. Đấy. Rồi sau khi viết tên xong thì các bạn chọn quốc gia. Nếu các bạn ở Việt Nam thì các bạn chọn Việt Nam. Đấy. Ở nước nào thì các bạn chọn nước đó. Rồi ấn vào tên nước rồi tìm Việt Nam. Rồi sau khi chọn tên nước xong rồi. Cái dòng chữ mã thông tin nước ngoài thì các bạn bỏ trống được. Rồi các bạn ấn chữ tiếp màu xanh xanh ấy. Các bạn ấn vào chữ tiếp màu xanh xanh. Các bạn đợi một chút nha. Các bạn đợi mình một chút nha. Rồi xong sang bên này thì các bạn ấn điền vào là địa, tích vào cái địa chỉ thường trú này ở Việt Nam này. Rồi các bạn ghi dòng địa chỉ, một là nơi mình ở, địa chỉ mà ở chứng minh thư các bạn khi đăng ký tài khoản AdSense ấy. Đấy, dòng số 1 là các bạn địa chỉ thường trú của các bạn vào. Các bạn thông cảm nhé, cái bàn phím của mình viết nó lại cứ ra có dấu này. Đấy, sau khi điền địa chỉ thường trú xong thì các bạn cái dòng địa chỉ thứ hai các bạn bỏ qua nữa. Rồi các bạn ghi thành phố thị trấn nơi mình ở ấy. Huyện tên huyện chẳng hạn. Đấy. Sau đó à số dòng dưới là tỉnh thì các bạn ở đâu thì các bạn điền tỉnh ở đó. Mình ở Hà Nội, mình điền Hà Nội. Thế, rồi các bạn chọn mã bưu điện. Thế, các bạn chọn mã bưu điện ở nơi gần nhất nhá, nơi xã mình đang sống ấy. Rồi xong các bạn xuống dưới là địa chỉ, có cái ô vuông này, địa chỉ gửi thư giống địa chỉ thường trú. Đấy. Các bạn xuống dòng dưới địa chỉ gửi thư giống với địa chỉ thường trú. Ôi mình lại tắt ra rồi.
Các bạn nhớ tìm mã bưu điện của mình trước nhé. Rồi các bạn tích vào địa chỉ gửi thư giống với địa chỉ thường trú. Rồi sau các bạn nhấn vào chữ tiếp màu xanh xanh, cái ô màu xanh xanh nhé. Nhấn vào chữ tiếp màu xanh xanh. Rồi xong. Hiệp định thuế bạn có đang yêu cầu hướng dẫn tỷ lệ thuế, các bạn ấn không. Đấy. Rồi sau đó các bạn xuống dưới ấn chữ tiếp. Rồi nó hiện ra biểu mẫu của các bạn, rồi các bạn tích vào cái ô vô vuông ấy, căn cứ theo điều khoản này đấy, rồi ấn và đọc. Rồi các bạn ký tên, ghi tên của mình vào. Như tên viết hoa không dấu. Rồi xuống dòng chữ bạn có phải là người được liệt kê. Các bạn có. Bản cam đoan về việc thay đổi. Các bạn ấn không này. Đấy các bạn cứ tích theo như mình làm ấy. Đấy, tôi đang cung cấp thông tin thuế cho bộ. Tôi đang cung cấp thông tin thuế cho hồ sơ thanh toán hiện có. Rồi các bạn tích vào đấy. Rồi các bạn ấn vào gửi. Cái ô gửi xanh xanh là xong. Đấy. Các bạn ấn gửi nhỉ. Rồi đấy, đã xong rồi. Coi như mình đã khai báo xong, gửi biểu mẫu xong. Thôi xin chào tạm biệt các bạn nha. Đấy, các bạn đọc lại thông tin biểu mẫu của các bạn. Đấy. Đã được chấp nhận. Đấy, hiện màu xanh xanh đã được chấp nhận. Đấy. Thôi xin chào tạm biệt các bạn nha.